vợ ăn miếng, ăn với vợ chồng đậm đà. Đồ có tình nghĩa mặn nồng. Nói vậy em nay ba ăn nồi cái gì nó ăn vậy bằng nồi hả? Ừ trời ơi, đồ ăn tính cái gì vậy? Thịnh soạn quá ha, đồ trai, đồ trai hả? Hai chồng ăn nhìn thấy đói bụng luôn á trời. Cái này thì buổi cơm chiều nha cả nhà, thiệt bới cơm nặng mà ăn chung với vợ rồi, bới có dĩa là hai chồng ăn chung luôn hả kiệt? Ừ dĩ gọn, em miếng vợ ăn miếng, ăn vậy vợ chồng đậm đà. Đồ có tình nghĩa mặn nồng. Nói vậy em nay ba ăn nồi cái gì, nó ăn vậy bằng nồi hả? Ừ trời ơi. Đó, nó là chia hai ra vậy đó ha. Ừ. Rồi em làm hình trơn nguyên cái nồi luôn theo đó. Ai biết, ai biết em nói là vợ em ăn dĩa em ăn nồi biết đâu. Anh ơi lo em lên anh ơi. Trời ơi cứu. Hai vợ chồng quay quẩn với tấp liều nè mọi người, chiều cái cũng sống cuộc sống cũng nói chung là khá bình yên và đơn giản hạnh phúc nha. Đó chiều chồng nấu cơm cho vợ ăn, hai vợ chồng thấy hạnh phúc không? Nhiều người mơ ước cuộc sống dữ lắm. Không lấy chén nước chấm nghe kẹt. Đừng có mơ ước đi chạy. Khổ lắm. Đừng, tôi xin đó. Đừng có ai mơ ước cuộc sống như tôi đó. Khổ lắm. Để chén nước chấm nước nước mắm gà đặng mình chấm canh gà. Bây giờ xin mời hai người quay lên. Rồi buổi chiều hai chồng cơm chiều ha. Dạ. Quên hút rồi tôi để lại lấy nhắc cho nó luôn. Chiều ăn cơm hả chị? Dạ. Chiều ai nấu ăn đây? Chồng chị với ai nấu? Đồ ăn tính cái gì vậy? Thịnh soạn quá ha. Đồ trai. Đồ trai hả? Nói chung như giờ kiệt bữa cơm là thịnh soạn không. Hai chồng ăn cơm ít dưới trời, con dĩa sao nó. Được rồi. Đâu có hết dĩa này tới dĩa tiếp theo. Mình kẹt cho mình ăn kẹt không một dĩa đó rồi. Canh chua đồ ngon quá trời kìa. Thấy hai chồng ăn nhìn thấy đói bụng luôn á trời. Hạnh phúc ghê. Này thấy nước dừa. Mấy anh ơi, này thấy nước dừa. Dừa vậy thôi vậy nha. Ừ, sao không kêu lấy anh? Trời ơi, nãy chồng không lấy. Anh không kêu em cho em biết. Anh nước mướt bắt đầu em gửi. Chiều hai chồng ăn cơm quá trời nhiều món luôn nha bà con các anh chị. Nào là nó da heo hay da trâu kho chị? Da bò. Da bò kho rồi cá khô ha. Rồi đồ chay. Cái đồ đồng chiên rồi canh chua gì nữa nè, canh chua gì nấu gì mà ngon dữ vậy ta? Canh chua tàu lưa. Đồ ăn phủ phê luôn rồi mọi người. Đây là dự trù để ngày mai ăn. Thì một gỗ cá này chỉ là ngày mai à, cho làm khô hả? Dạ. Ừ, làm khô ha. Làm khô để dành ăn lâu hơn. Ừ, đúng rồi. Quá rồi. Khô cá lóc nó mua nhiêu ký kiệt? Khô cá lóc nó mua nhiêu ký? 15 ngàn ký hả? Đâu rẻ vậy? Hai con hả? Hai con 15 ngàn. Ờ tưởng đâu nó hấu nhiêu ký. Bà nói câu có 15 ngàn. Cái chén nó chén gì kìa? Chén mắm bổng. Mắm me hả? Kiệt nó cái dĩa cơm nó để đó mà rùi nó bay đậu lên xèo xèo luôn. Đây nè, coi cá mà rùi nè. Đó.
rồi mà rồi là rồi xanh không à? Rồi độc không? Còn gì nó tắm cái mặt bên gò má đây sình không? Không biết rửa mặt kiểu gì. Okay. Lại mới lên đó. Vậy. Lại mới lên chỗ đó đó. Nè, trên trán cũng còn dính bên đây nữa nè, sình nữa nè. Rồi bỏ không có lượt sao tắm không chải đầu chứ hả? Bữa nào hớt giống kẹt đi khỏi chải đầu. Bữa nào hớt kẹt đi xuống đi. Thấy cái đầu con kẹt kẹt quay lại gì hả? Thế không mà người ta thương vợ tôi lắm nha mọi người. Chị Như ăn cơm là anh Kiệt lúc nào cũng phải đút nha. Cưng như trứng hứng như hoa luôn đó. Hồi đó giờ có mấy anh nào mà từng đút cơm vợ ăn chưa? Chứ Kiệt là đút mỗi ngày. Có một cái là không có làm cho nó, chỉ có đút vợ đút cơm vợ ăn thôi. Còn những cái chuyện mà đi kiếm tiền để kiếm đồ ăn là Nhi đi. Nhi lo trụ cột chính. Kiệt là nữ. Còn Nhi là nam. Đi kiếm thức ăn về ăn lo cho Kiệt. Hai cái tên này cũng như trời xanh một cặp ha. Nhi và Kiệt ha. Cũng như bộ phim mà gì đó. Bộ phim gì mà phim tàu nè. Cô Long Dương quá. Chị Nhi quay mặt qua đây trời ăn gì mà túm túm anh bảnh trời. Quay cái không tôn trọng khán giả hết trơn rồi quay đưa cái đích qua đây hả? Đó. Hạnh phúc gì đâu nói chứ. Hạnh phúc chàng trề mấy cơ. Hạnh phúc chàng trề ha. Rồi cho ông bả cho anh. Ông bả chiều nay là còn cơm nhóc mà. Còn cơm nhóc kìa. Thì canh còn nhiều. Ủa sao hai đứa thì giờ không thấy ăn canh gì hả? Không có một canh tiệm đâu. Có hả? Rồi Nhi có ăn ăn cá thử cá chiên xù đó chưa? Có. Nhưng thấy nó sao? Thấy nước dừa. Thấy nước dừa hả? Vẫn ngon ha. Kiệt làm mà đâu có dở được. Chừng nào chị chừng nào nhớ mẫu quán ăn là điện anh qua nha. Đúng rồi, điện mấy anh em ta xuống ngày khai trương ta ủng hộ đồ để mà anh review cái quán tặng cho khách lại đứng nhìn. bà con cô bác cộng đồng á, mai mốt Nhi với Kiệt có mở điểm tâm ăn sáng á ở khu vực nào thì giờ bữa sẽ cho địa chỉ sau, mọi người nhớ ghé ủng hộ nha mọi người, để giúp cho Nhi Kiệt có luôn cái thu nhập ổn định nha. Em anh nghĩ anh đăng lên thì khán giả lại là không biết có ăn hay không chứ đứng nhìn đầu tiên nhất. Rồi chế biến coi chuyện chế biến như thế nào. Trồng cái gì Kiệt? Cái hành hả? À, đầu tư dữ ha. Trồng hành ha, trồng hành rồi ha. Em no rồi đó. Vì ăn mới muốn no rồi. Làm quá mệt hả? Nhức răng. Nhức răng hả? Giờ chỉ đang làm cá. Hai vợ chồng anh chị có dự định sinh con đẻ cái gì không chị? Xong đẻ anh Kiệt kiếm đứa con để sau này về già có con nuôi trời. Thôi bây giờ chị có con cái là lấy cho ổng đi người vợ nữa thôi. Kiệt nó nãy nó nói rồi kiếm vợ khác mà phải có con mới được. À quên nữa, Kiệt nói là phải kiếm bà khác để mà có con chứ. Kiểu này là cũng không có chịu vậy. Nhớ là chồng yêu. Nhớ đã nói rồi phải không? Làm nha. Hứa rồi nha. Giờ lựa chiều cao mét mấy, tướng tá là sao kể rồi coi. Đừng có lựa mét 26 cho em nha. Đứng nó không có hợp. Anh Kiệt sẵn trên video này anh Kiệt chia sẻ luôn đi. Cái khái niệm của anh là đứng kiếm dạo. Một cái người phụ nữ như thế nào và mới thích hợp với anh được. Mét 7 rồi kìa. Mét 7 ha. Mét 7 hả? Cái tới lưng quần tao. Đừng có yêu cầu gì nữa không? Không. Chỉ yêu cầu mét 7 đẻ được có con là ok phải không? Nghe cái mắt cục luôn. Có bà con cô bác nào mà nghe ai mà trúng tiễn của anh Kiệt thì về đây ở với anh Kiệt nha mọi người. Anh Kiệt sẵn sàng chào đón luôn nha. Yêu cầu mà đẻ cho ảnh đứa con là được lụm. Khỏi càng có con sẵn Kiệt nuôi. À. Không càng xanh. Đó, thấy hạnh phúc chưa? Thấy hai chồng chị Nhi với anh Kiệt thấy người ta hạnh phúc chưa? Về đây ở ba người cũng vui vẻ mà. Đúng rồi. Quá trời cái tàu cá ngon nha mọi người. Ngon gì nó buồn luôn. Mê luôn á trời.
Nhi nếu mà đến với Nhi là không sợ đói đâu. Thấy bữa cơm không? Bữa cơm là trời giá mấy món ăn lên không à? Rồi chuyển sang làm cá. Dẹp cái đó đi cho sạch sẽ gọn gàng lại. Rồi anh dẹp đi anh. Anh ăn trò chưa? Rồi đây bếp. Anh dẹp đi chứ. Lấy đồ đại lợi. Rồi đây kìa, cơm dĩa cơm nó ăn không hết kìa. Đậu vô con nè. Thì anh trộn đi. Ôi, chó kìa, chó kìa, chó kìa, chó khô kìa. Anh biết thiệt không? Không phải. Không biết loại nó không. Ngồi vô bá. Rồi vậy là bữa cơm của Nhi và Kiệt cũng đã kết thúc. Một xong một ngày làm của Nhi nha. Nhi và Kiệt là làm ăn một ngày có bữa cơm à. Ăn nhiều ở mập. Ăn dưỡng eo hả Kiệt? Ăn dưỡng eo. Ý là hai đứa mà ăn ngày có một bữa cơm đó mà gạo mua không nổi luôn á. Mua không kịp ăn á. Chết, ông già chồng chị Nhi về là không kêu dọn cơm nước ăn nè, ông đi về kìa. Rồi ông về kìa. Dạ. Dọn mà. Ông nói dâu con đâu giờ này cơm nước gì đâu ăn, không kêu ông già chồng hồi tới số ổng. Bởi vì chị mới tiễn cho ổng con dâu khác. Đâu ăn thử miếng chị coi mặn không? Trộn vô chó đâu. À. Rồi rồi, ngon luôn ha. Ngon là. Ngon luôn. Lăn qua lăn lại không biết ôm bà nào. Nghe nói Nhi nó trong mặt luôn. Chà Kiệt mà có thêm vợ nữa ở đây chắc vui dữ lắm mà. Thấy Kiệt ông nói có cũng mừng nữa. Đây là Nhi ơi, quá trời rồi Nhi ơi. Quá rồi rồi. Coi nè cả nhà. Rồi rồi cái nè. Sao mà bữa hổm không có. Cái gì kêu hoài vậy? Biết sao? Trên đây làm lu bu trơn là. Biết sao mà rồi chị không bắt mùa cá đó. Hả? Bắt mùa cá. Hai vợ chồng ăn cơm xong thì mỗi người một công việc nha mọi người. Chị Nhi thì dẹp dọn thức ăn để cho ông vợ chồng tối về ăn, còn anh Kiệt thì xuống dưới mặn cá cho mọi người để mà phơi khô. Thấy giỏi mọi người đúng không? Tại vì đừng có ai nói hai chồng chị Nhi. Rồi thôi tiếng tạm dừng cái video đây nha. Thì tiếng chúc tất cả cô chú anh chị em một buổi chiều vui vẻ dần lành hạnh phúc nha.